và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng đã dành chút thời gian quý báu đến để thắp hương chia buồn với gia đình trong đêm tang lễ cuối cùng của bác Sáu. Nghệ sĩ Giang Hường xin cảm ơn rất nhiều. Nghệ sĩ cha nó phải kêu là anh với em, nhưng mà tại sao không biết sao kêu chú Văn Tường chú không à? Thế ông nói em đừng có kêu anh bằng chú, tôi nói trời ơi tại vì ông có đâu, cho nên là tôi phải kêu bằng chú chứ. Thế đừng nói gì chứ mà sao kêu quen hoài cho tới bây giờ gặp lại chú Hường, gặp lại chú Sáu kêu Hường không? Thì hôm nay cô Lệ Thủy đến đây khi mà nghe tin là chú Sáu mất thì phải nói là trong giới nghệ sĩ thì hiện giờ cũng không còn ai nhiều. Cũng cái đám mắc cỡ như cô rồi chỉ mấy cạnh cạnh với nhau gì thì cứ làm được ra đi. Khi mà nghe tin chú Sáu đi thì nó rất buồn lắm, là tại vì cũng mới gặp nhau lần cuối là khi mà đi đặt tượng trong cái người ta lại cái mình cái tượng đâu có người của chú Sáu không cái hình đấy đó. Thì gặp nhau cũng nói chuyện cũng kể mấy cái chuyện này với nhau rồi mọi bây giờ thì cứ mỗi người lớn rồi phải sân phương phải làm người đi chỗ này chỗ nọ để hát để lo kiếm sống thì cũng không gặp nhau thường, nhưng cũng có hỏi thăm sức khỏe với nhau thì cũng được biết là chú Sáu cũng thường xuống uống cà phê với Bình Dương trong cái cà phê của Bình Dương, nhưng mà Lệ Thủy thì làm bà đâu có uống cà phê hoài thì cũng có hỏi thăm vậy thôi. Thì để nói hôm nay thì được tin chú mất thì đến đây chia buồn cùng con với gia đình. Cô Lệ Thủy cầu mong là hương hồn của chú Sáu sống về với đất Phật. Con đang chụp với cô Thủy đó, anh hiểu. Tăng lễ hôm nay là cũng lợi để mà kiểm đưa cái trai dạy công, nhưng mà con này cô quay chương trình cho thế hệ tới 2 giờ sáng cho nên là thôi thì đi cùng gia đình của con nha, cố gắng nha con. Chụp chị trước, chị hai em chị hai chụp. Thank you.
cô em, và con cũng xin chào quý vị. Con xin chân thành cảm ơn cô già của mình. Không có gì đâu con, tại vì bà Dũng xa xôi rồi cũng không có đến đến nhanh được. Cô phải làm chương trình xong rồi cô đến thì cũng là ngày đó, chuẩn bị đưa chút sáng. Con vượt qua nha.